Hello, cô Hải xin chào tất cả các em. Sau đây sẽ là video cô Hải hướng dẫn các em cách phát âm đuôi S nha. Ok, cách phát âm đuôi S. Ok, cách phát âm đuôi S. Đây là một cái câu hỏi quốc dân rồi, đúng không ạ? Nó là cái câu hỏi quốc dân, cách phát âm đuôi SED chắc chắn sẽ gặp một trong hai câu hỏi này ở trong các cái đề thi. Do vậy chúng ta phải thật là lưu ý các cái nội dung này giúp cô nha. Rồi, cách phát âm đuôi S thì chúng ta lưu ý này. Riêng đối với ED thì chúng ta sẽ chỉ có một cái hình thái của ED là thêm ED vào sau động từ để biến nó thành động từ dạng quá khứ hoặc động từ dạng phân thứ hai. Tuy nhiên với đuôi S thì chúng ta sẽ phải xem là vậy thì đuôi S, hình thái của đuôi S sẽ xuất hiện ở trong các cái loại từ nào nhá. Thì thứ nhất chúng ta sẽ có cách đuôi S sẽ được áp dụng cho những cái trường hợp như sau. Thứ nhất, đuôi S sẽ được áp dụng để đọc cho danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều, được chưa? Cô lấy ví dụ này, cô có một bông hồng là a rose, đúng chưa? Vậy nhiều bông hồng cô sẽ có là roses, được chưa? Nhưng mà một con kiến đi, an ant, đúng không? Nhiều con kiến thì cô có là ants. Vậy thì cái này cô đọc là roses, nhưng cái này cô lại đọc là ants. Ồ, vậy thì nguyên tắc của nó là gì? Tại sao cô lại đọc là roses, còn ở đây cô lại đọc là ants? Vậy nó có nguyên tắc của nó nha. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ cứ học xem là nó sẽ có những cái hình thái S nào. Tiếp theo, S, cách đọc của đuôi S sẽ được áp dụng với động từ chia ở thì hiện tại. Được chưa ạ? Chia ở thì hiện tại, ngôi thứ 3 số ít. Nha, chúng ta sẽ có các cái động từ như sau. Thứ nhất, cô sẽ có động từ kiss chẳng hạn, đúng không? Khi chia ngôi thứ 3 số ít thì cô sẽ chuyển nó thành kisses, đúng không? I kiss you, nhá. Tôi hôn bạn, đấy. I kiss you. Nhưng mà anh ta hôn bạn thì lại phải là he kisses you, được chưa? Vậy thì kisses, cái chữ es được thêm vào đằng sau động từ cũng có nguyên tắc đọc như là với danh từ số nhiều. Nguyên tắc đọc giống như vậy. Ngoài ra chúng ta sẽ còn áp dụng với dạng viết tắt nha. Với dạng viết tắt, được chưa? Dạng viết tắt thì sẽ có hai dạng. Một là viết tắt chủ ngữ với cả viết tắt chủ ngữ với động từ. Cô lấy ví dụ he is thì chúng ta sẽ viết lại là he's. Thì chúng ta coi cái dấu phẩy này không tồn tại và chúng ta coi như là cái chữ he được thêm s như bình thường. Và chúng ta vẫn đọc cái này là his theo đúng nguyên tắc đọc của s, được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cách viết tắt của sự sở hữu. Cô lấy ví dụ cái cặp của Mary thì chúng ta sẽ đọc là Mary's bag, được chưa? Mary's bag. Mary's bag. Thì chúng ta cũng coi như cái dấu phẩy này không tồn tại. Chúng ta coi như là Mary thêm S gì vào, chúng ta đọc như bình thường, được chưa? Đó, thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta đọc đúng được các cái trường hợp như thế này? Làm thế nào để đọc là roses? Làm thế nào để biết là đọc là ants? Làm thế nào để đọc là kisses? Đây, đúng chưa? Thế thì chúng ta sẽ có nguyên tắc đọc S như sau. Nào, nguyên tắc đọc đuôi S của chúng ta sẽ có 3 trường hợp nhé. 3 trường hợp đọc đuôi S như sau. Trường hợp đầu tiên là chúng ta đọc cho cô S. S chúng ta đọc là S như bình thường, được chưa? Trường hợp số 2, S sẽ được đọc là is, is. Đấy, và trường hợp số 3, S sẽ được đọc là z. Nào, vậy thì những cái trường hợp nào thì sẽ được đọc là S? Thì chúng ta lưu ý cho cô này, cô đã dạy chúng ta IPA rồi. Những bạn nào mà chúng ta không học, chúng ta chưa xem cái video IPA thì các em sẽ phải xem lại cái video cô dạy về bảng phiên âm quốc tế IPA trước khi xem cái video này nhá. Để chúng ta hiểu được IPA là gì, bởi vì trong cái phần này cô sẽ sử dụng đến cách viết IPA, cách viết của bảng phiên âm quốc tế, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có các âm như sau. Nếu như các cái đuôi này, các em nhìn này, các cái đuôi này nhá, hoặc là khi chúng ta phát âm ra ấy, nếu như nó kết thúc bằng âm k, được chưa ạ? Nhá,
nó kết thúc bằng âm p, kết thúc bằng âm ch, kết thúc bằng âm f, kết thúc bằng âm th. Được chưa? Năm cái đuôi này, khi kết thúc bằng năm cái đuôi này, k, p, ch, f, th. Nếu kết thúc bằng năm cái đuôi này thì chúng ta sẽ đọc nó là s cho cô. Nếu kết thúc bằng các đuôi sau, ch, kết thúc bằng âm ch, kết thúc bằng âm sh, kết thúc bằng âm s, kết thúc bằng âm z và kết thúc bằng âm j. Đó, kết thúc bằng năm cái đuôi như thế này thì chúng ta sẽ đọc là easier. Và các phần còn lại, các cái âm còn lại, vậy thì ở đây chúng ta có 10 âm, suy ra còn lại 44 âm đúng không ạ? IPA của chúng ta có 44 âm mà đây đã có 10 âm, vậy 34 cái âm còn lại thì chúng ta sẽ đọc là z. Vậy các em sẽ thấy không ạ? Cái số lượng âm đọc còn lại bảo là z rất là nhiều. Thế thì bây giờ cô sẽ lấy ví dụ này. Làm thế nào để em biết được là các em đọc là s? Thì chúng ta nhìn thấy này. Ví dụ như cái từ đầu tiên cô cho là cái từ rose. Thì khi các em phiên âm ra nhá, các em sẽ nhìn thấy này, cô phiên âm cái từ này ra nó sẽ là rose. Rose, tức là âm kết thúc của nó là âm z. Khi chúng ta đọc lên nhá, và các em lưu ý này, tất cả những cái này phải tuân thủ theo IPA, không được tuân thủ theo chữ cái nhá. Các em tuyệt đối là không bám vào chữ cái, được chưa? Nhá, chúng ta tuân thủ theo IPA của cô. Còn những bạn nào gọi là kém quá thì chúng ta học tạm chữ cái thôi. Còn lại thì cố gắng là tuân thủ IPA nhá. Thì các em IPA như nào? IPA chỉ có tra từ điển này, sau đó thì các em đọc lên, đúng không? Ví dụ như cái này là rose, rose. Thì các em tra thì em sẽ thấy là người ta phiên âm như thế này, thì em sẽ biết là à, âm kết thúc của nó là âm giờ. Và nếu âm kết thúc của nó là âm giờ thì chính là âm này. Và đối chiếu vào thì chúng ta sẽ phải đọc nó là roses, roses, roses. Đúng không ạ? Roses. Ok. Đấy. Thế thì khi phiên âm ra thì chúng ta sẽ đọc là roses, là nhiều bông hồng. Được chưa? Hoặc nhé, tương tự này cô sẽ có từ kids. Kiss thì các em sẽ thấy này, cái này may quá, chẳng qua là gì ạ? Vừa là âm kết thúc mà lại vừa là âm luôn. Bởi vì cái này khi phiên âm ra nó là kiss như thế này. Kiss. Vậy thì khi mà cô chia ngộ từ ngô thứ ba số ít, đúng không? Thì cô sẽ đọc nó là kisses. Đấy, kisses. Bởi vì chữ S nó vẫn thuộc vào âm số 2. Được chưa? Kisses. Được chưa? Nào tương tự này, cái từ ant, con kiến. Một con kiến thì cô đọc nó là ant. Được chưa? Vậy âm kết thúc của nó là âm ch. Âm ch thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó rơi vào âm vào cái loại đầu tiên. Vậy thì khi mà cô biến nó thành số nhiều thì cô sẽ phiên âm nó là ants. Được chưa? Cô sẽ đọc là s bởi vì nó là rơi vào cái trường hợp đầu tiên, s. Được chưa? Nào với cả cái trường hợp he. He's như thế này thì các em nhớ này, cái chữ he của cô nhá thì cô sẽ viết là he như thế này. Đúng không? Cô viết là he. Ok chưa? Nhá. Nếu mà là he, cô viết là he như này. Và khi mà he thêm s vào thì coi như là đây là y, y nó là thuộc vào cái phần còn lại của chữ z này này. Đúng chưa? Nó không thuộc vào âm 1, nó không thuộc vào âm s, nó không thuộc vào âm either. Vậy nó sẽ thuộc vào âm còn lại. Thế thì cái này chúng ta sẽ là his. Đúng chưa? Chúng ta đọc là z, chúng ta đọc là his. His. Được chưa? Ok. Vậy tương tự như cái từ này, Mary. Mary thì khi chúng ta đọc là Mary thì có phải nó kết thúc bằng âm y không ạ? Nó kết thúc bằng âm y tức là nó kết thúc bằng nguyên âm, vậy nó cũng phải đọc là z. Vậy cái này cô sẽ đọc là Mary's back. Mary's back. Ok. Đó. Vậy thì đây là toàn bộ cái cách đọc đuôi s mà các em cần phải nhớ trong cái video này. Ok. Cảm ơn các em.